À tí 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 về đóng anh ấy, đóng anh cái màn. Mắc màn vào mấy con kia nó bay vào người. Bướm ấy, sợ lắm. Bướm trên này chả có đâu nhưng mà nó bật đèn nó bay rồi đấy. Cháu ơi tắt hết đèn đi mà. Bật đèn nó bay vào mà. Tắt đèn đi. Bật ngày này chẳng qua nó âm u hay nó con mẹ mà mặc quần sóc như thế loại dím mình nó thịt một lúc và teo hết người. Ngồi xinh gái đấy, yểu điệu thục nữ. Cái cây này là cây gì Sơn? Cây gạo. Cây gạo á? Giữ vào đây không bao giờ chết đói. Dạ. Không bao giờ sợ chết đói. Đấy, cũng đi nữa, cây gạo. Cây gạo. Cầu vậy đi rồi, phải không nhỉ? Ăn hoa chuối kìa. Nhưng mà hoa chuối nhà người ta hay là nó tự trồng ấy, à, nó tự mọc. Này là trâu. À, người ta trồng à? Chuối trâu, chuối rừng. Gà mẹ bay tận lên kia. Bà làm content rồi giờ anh em bị đói lắm rồi kìa. Thôi kiếm đưa cái cành câu. Thế là Sơn bảo này, ở đây gì có sông hồ đấy mà câu. Không anh câu gà hàng xóm. Nhờ mèo lố quá nhỉ. Nhưng bọn nó chửi chết cụ. Gà trên này